Giải đấu do Tổng Liên đoàn Lao động, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa cho các vận động viên dự giải TH. Vòng bảng dự kiến tổ chức từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023 tại 8 khu vực trên toàn quốc là Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Bình Định, Quảng Nam, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ với sự tham gia của 65 đội bóng trong cả nước. 8 đội bóng tranh tài ở khu vực Hải Phòng gồm Công đoàn Hải Phòng 1, Công đoàn Hải Phòng 2, Công đoàn Hải Phòng 3, Công đoàn Bắc Giang, Công đoàn Thái Bình, Công đoàn Hải Dương, Công đoàn Hưng Yên và Công đoàn Quảng Ninh. 8 đội vô địch khu vực sẽ tham dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 11 tới. Theo thể lệ giải đấu, cầu thủ các đội bóng là nam công nhân, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành T, ư và tương đương. Các đội bóng tham dự vòng loại khu vực tại Hải Phòng. Trong buổi lễ khai mạc, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã bày tỏ rằng công nhân lao động là lực lượng chính tạo ra của cải vật chất cho xã hội nhưng cường độ làm việc cao, căng thẳng, thu nhập thấp. Do thiếu cơ sở vật chất, thiết chế phục vụ nên đời sống văn hóa, thể thao, tinh thần của công nhân lao động còn khó khăn, hạn chế, thậm chí là nghèo nàn. Giải đấu được tổ chức nhằm khích lệ tinh thần, động viên công nhân, viên chức, lao động, công nhân viên chức lao động tham gia rèn luyện thân thể, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần. Qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lao động. Đây còn là sân chơi cho công nhân viên chức lao động thể hiện tài năng, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong môi trường lao động. Giải cũng là một hoạt động chào mừng Đại hội Côn,